Cái phôi này nuôi bồ công nha các bạn. Nay mình bán một số phôi ế nhà còn sót lại cũng nhiều lắm, là cũng 5-7 cây, cái chục cây mà mình bán một số cây bớt. Cái này cái ế nhưng mà cái này nuôi dữ lắm, nhưng mà nó có sẹo cành nhiều, sẹo cành ở ngón chân cái nhiều lắm, sẹo cành. Cái này nó bị lỗi là ở sẹo cành, chứ cái này nó đế nó nở ngoài này. Đẹp đế người ta, cây này nói chung là hồi xưa người ta có dịch nhiệt rồi, trồng lên đế đẹp. Nhưng mà quan trọng là nó có sẹo cành, cây này bạn phải nuôi. Cây này mình bữa mình bán cũng này, nói chung mình hạ giá bữa mình bán 2,5 triệu, thì mình này mình hạ giá bán thanh lý bốc số cây. Cây này cái hoành gần 50 nha các bạn, gần 50 đúng rồi, khoảng 50 nè. Cây này cái cụm đế khoảng 50 ạ, nói chung to. To cái này chắc lấy mặt tiền này các bạn. Mặt tiền đây cũng được, mặt tiền đây cũng được. Cái đỉnh nó nằm đây nè, là mặt tiền đây. Nó cũng nguyên khối, nhìn thấy ghê lắm nha. Cái này nói chung phải chịu khó nuôi, mặt cắt nhỏ nhỏ hơi nhiều. Tại xưa người ta quấn cái cốc đa ngay chỗ này vậy nè, đục bỏ bớt nguyên khối luôn nha, nuôi công nha các bạn.